Ủa chị bây giờ là chúng ta sẽ đi đến đâu? Đến Florida. Đến Florida chứ hả? Dạ. Ok. Hôm nay tráng nguyên xe lái chứ này nè các bạn, ghê không? Đó, rồi hành khách lên xe nè. Spider-Man gì tùm lum tùm la. Hay. Thì Lan khỏe không? Dạ. Yeah. Và đây là vật dụng cần thiết của chị chủ xe đò. Xe đò hoàng. Một ly nước. Tai nghe, trời vừa lái xe vừa ôm con này luôn. Giờ đây là thêm một bình nước nữa. Dạ, yeah, đây là chị chủ xe đò. Thôi bây giờ chúng ta sẽ lên đường. Không, tôi quay vlog tập 1. Đây đằng sau là có chú chó và chị Nguyên và Christy. Ok thôi, lên đường. Rồi, gặp lại một tháng sau. Thì gia đình anh rể Nguyên sẽ lái xe này. Đó. Xe này xe xăng. À. Ok. Còn mình chạy xe điện. Lên đường qua. Các bạn thì hiện tại mới nãy là mình lái được 1 tiếng rưỡi hơn, gần 2 tiếng luôn. Xe này là pin ngắn nhưng mà phải nói là chạy rất là ok. Chạy được 2 tiếng. Cái ghé thành phố Indio. Thì cảnh mình sẽ để cố gắng để tấm hình lên giải thích cho các bạn ai đây này nè. Hiện tại là Nguyên đang để chế độ tự lái. Đó, mới nãy là mình nằm ở khu vực này nè, sạc nè, từ Cali ở đây. Ở khu vực nhà mình, xung quanh nhà mình ở đây, chạy xuống đây rồi. Là mình đậu đây rồi, là mới sạc xong. Bây giờ sẽ chạm sạc kế tiếp thì còn 44%. Còn nếu như chạy chạm kế tiếp nữa là tới Arizona luôn á, thì là còn 20%, vẫn ok, không sao cả. Đó, thì cỡ khoảng 5 giờ sáng, 5 giờ 45 sáng. Tức là 3 tiếng nữa hoặc 4 tiếng sẽ đến Arizona, là tiểu bang đầu tiên dừng chân. Thì 2 năm trước Nguyên cũng đã có quay rồi, đi xe của Khánh Model 3. Hiện tại trời tối quay cập nhật cho các bạn thôi, để cho các bạn biết những ai mà chuẩn bị mua xe Model Y pin ngắn thì cái cuộc hành trình nó như thế nào. Thì nè các bạn thấy nè không, mình chỉ cần bấm cái địa điểm mình đến nè, qua tuốt Florida luôn nè, đâu giỡn đâu. Thấy không, là bao nhiêu cái chạc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cỡ khoảng gần 20 cái chạc. Đó. Thì mới nãy là tùy cái chỗ, tùy cái nơi. Nơi mới nãy là 45 cent 1%, mà chạc lên, chạc lúc 20% cho đến 95%. Tại vì mình chạy đường dài thì mình có thể chạc 95%, nhưng mà đừng chạc 100%, dễ hư pin các bạn. Thì 95% thì khoảng $21, vẫn rẻ hơn xăng rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ cập nhật tiếp cho các bạn qua Arizona giá cả như thế nào, có khác biệt hay không. Rồi qua New Mexico, rồi qua Texas, rồi qua Miami, Florida này nọ. Thì các bạn ở cùng vlog, có thể là Nguyên chia ra nhiều tập, vừa đi Nguyên vừa quay. Rồi sau đó Nguyên sẽ edit trong khi Nguyên chờ upload lên luôn, trong khi Nguyên ngồi sạc xe. Đó, vậy thôi. Hiện tại tối rồi cho nên thôi Nguyên sẽ tắt. Và hẹn gặp lại các bạn vào Arizona khoảng 3 tiếng nữa. Hiện tại tối rồi, đâu quay được gì đâu không, chỉ có hai lens thôi và mình tự lái thôi đó. Ok, gặp lại các bạn, nhớ theo dõi nha, mỗi tập rất là nhiều tập, nhiều cái thú vị khác nhau. Kỳ này Nguyên sẽ đem theo cái máy bay bay trên cao nữa, lần đầu tiên học lái quay phim ở trên cao, cho nên hy vọng rằng sẽ có nhiều thước phim đẹp, hy vọng thôi, không hứa. Rồi gặp lại các bạn. Ok bạn, thì bây giờ Nguyên sẽ đến đây chạc 80% thôi, để tại vì gần tới chỗ chạc tiếp theo nữa là sẽ là ở thủ đô của Arizona, có nghĩa là Phoenix. Đó, là ngay đây là cái địa điểm kế tiếp. Hiện tại thì cũng chạy cỡ khoảng 2 tiếng rồi, chạy rất ok. Mình sẽ sạc tiếp tục là ở đây là cách Arizona cỡ khoảng gần 1 tiếng nữa thôi các bạn. Đây nè, Arizona này không? Đó, mình đang nằm đây. Chắc chạy thêm gần tiếng ha. Gần tiếng là mình vô thủ đô rồi các bạn. Đó, là tới đây gần Trúc Sơn là mình sẽ có một cây sạc nữa. Thì cái điều rất là vui là Nguyên sẽ cho các bạn coi nơi trang một cái chạm xăng bự luôn. Coi kìa, có nguyên chữ Tesla luôn. Đây. Quá bự đi. Đây. Tesla on nè. Đây, quá bự luôn. Nguyên chữ Tesla. Nó dùng năng lượng mặt trời luôn các bạn. Oh man. Hay, tại chỗ này rất là nóng các bạn, hiện tại là 95 độ F. Mà 2 giờ sáng rồi. Ba cái này là nó dùng năng lượng mặt trời luôn hay sao nè. Nguyên cái đó trên đó.
À hình như là nó dùng năng lượng mặt trời để nó làm cái đèn, chứ không phải là làm cái trụ sạc. Cái trụ sạc chắc có thể là dùng cái vẫn còn điện ngay đó các bạn. Xin lỗi nếu mà Nguyên sai thì các bạn cập nhật cho Nguyên. Con sẽ chụp cho ban tấm hình chơi. Rồi không, các bạn đếm rồi nha. Giờ ba đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nguyên đếm từ đó đó, chạy xuống đây phân nửa là 40 cây. Thì chắc có lẽ ở đây có khoảng là... Còn bên đây nữa, một hồi Nguyên sẽ vô coi con số chính thức. Bên đây cũng vậy các bạn coi nè. Quá mạng, còn ở giữa nữa nha. Oh man, ghê thật sự. Quá đẹp các bạn. Rất là hoành tráng, lần đầu tiên Nguyên thấy luôn á. Lần đầu tiên Nguyên thấy cái một cái sạc mà rất là bự. Này vẫn còn nằm hình như có lẽ là chuẩn bị qua Arizona thôi, vẫn còn trong California. Nguyên đó không làm là như vậy. Đó. Rất là đẹp. Ok, Nguyên sẽ đi mua một ly cà phê ở ngay cây xăng đó. Rồi chụp hình cho ba Nguyên kỷ niệm một tấm ở đây. Ok các bạn, Nguyên cập nhật lại mới nãy hơi buồn ngủ. Cho nên không có coi kịp nè. Thấy xương gồng là biết rồi. Là chúng ta đã tới sát biên giới luôn rồi, là mới vào Arizona các bạn, là thành phố Quartzsite Arizona. Đó. Thì đây. Nguyên quay đằng sau lưng nó thì mới nãy ba Nguyên điếm đó các bạn, thì cỡ khoảng 40 cây nha, 40 cây dải này. Và bên kia có khoảng 40 cây, coi như là 80, hoặc bên đó nữa là thêm cỡ khoảng 90. Yeah. Đây. Hiện tại là mình đã đặt chân đến Arizona rồi, thuộc thành phố Quartzsite. Ở đây Arizona mà. Sau đó là mình chạy tiếp nữa thì sẽ mới tới thủ đô của Arizona, đó là Phoenix. Yeah, là một cái sạc nữa. Ok, gặp lại các bạn. Ok các bạn, thì hiện tại là 6:06 sáng tại thành phố gì đây. Chẳng biết được các bạn ơi, mới qua khỏi thủ đô của Arizona, Phoenix. Giờ đang tiến tới Trúc Sơn, là tới cái điểm chặn xe tiếp theo. Thì cái liệu trình đi hiện tại từ nãy giờ các bạn là cách mỗi gần 2 tiếng là mình sẽ đậu lại sạc một lần. Thì tốn khoảng từ 18 đô cho đến 20 đô. Yeah. Hiện tại là cái giá nó vẫn bình bình các bạn. 40 cent, 44 cent. 1%. Yeah, cho những ai mà muốn dùng Model Y mà pin ngắn để đi road trip thì Nguyên với ba Nguyên đang trải nghiệm với gia đình để cho các bạn làm chuột bạch cho các bạn thử trước. Cái số các bạn, cái phone nó bị rớt thì xe này Nguyên với gia đình sẽ làm chuột bạch cho các bạn để coi như thế nào. Thì sẽ có nhiều tập. Hiện tại là bây giờ sẽ đến cái trạm nó chạm tiếp theo, cỡ khoảng 2 trạm sạc nữa là sẽ qua khỏi Arizona luôn, là tiến thẳng đến New Mexico. Ok, Nguyên sẽ cố gắng để cái bản đồ nếu mà Nguyên nhớ nha, còn không thì sorry, tại vì hiện tại lái xe cũng lâu lắm rồi các bạn, là lái khoảng từ lúc 8 giờ tối đêm qua hoặc 9 giờ tối đêm qua. Bây giờ là như là 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, 9 tiếng lái xe các bạn. Chỉ nghĩ lại mỗi 2 tiếng nghĩ lại sạc xe cũng không có ngủ luôn các bạn. Nguyên uống cà phê và nước tăng lực à. Ba mẹ Nguyên thì ngủ. Hiện tại mưa nè. Yeah. Vẫn chưa ngủ, Nguyên tỉnh tại Nguyên quen rồi. Nhưng mà kiểu như là trải nghiệm thì cái cổ mình nó bắt đầu nó mỏi, giống như là tập tạ vậy đó. Cái lưng mới nãy thì ê, nhưng mà đánh cái gân massage với lại cái dầu vỏ xanh hiệu con ngon dầu vỏ trắng thì nó đỡ hơn rất là nhiều. Giờ ok rồi, chỉ có cái một cổ là nó hơi mỏi thôi, trải nghiệm cho các bạn thôi, nhưng mà lái vẫn ok, vẫn còn cố gắng lái tiếp tục được. Thì qua khỏi New Mexico, cố gắng qua khỏi nó để đến cái Texas, nơi biên giới Texas và New Mexico á, thì chắc lúc đó cỡ khoảng sau 4-5 giờ chiều rồi thì khách sạn nó cho check in vô. Thì anh rể mình đang chạy trước mình khoảng rồi, thì lúc đó chắc có lẽ là cả nhà sẽ mướn đỡ một ngày một đêm ở đó để ngủ lại,
để mình mới giống như là mình nạp năng lượng cho cơ thể của mình tiếp tục cho đi thẳng tới Florida luôn nha. Yeah. Chứ nếu không chạy hoài cũng được nhưng mà cơ thể nó mệt lắm các bạn. Yeah. Tất cả mọi người đều cần phải nằm nghỉ cho một đêm, thì chắc tối nay sẽ ở lại cố gắng, chắc mình nghĩ là cỡ khoảng 6-7 giờ tối, cỡ khoảng 10-11 tiếng nữa sẽ có mặt tại nhà nghỉ luôn ở Texas ngủ một đêm, sau đó là sáng mai lên đường đi thẳng đến Florida luôn các bạn. Yeah. Vậy thôi, sẽ cập nhật tiếp các bạn. Chắc có lẽ xong cái này thì kiếm chỗ ăn, một hồi sẽ kiếm chỗ ăn trước khi rời khỏi Arizona thì sẽ quay tiếp các bạn. Hiện tại nó khác ở California các bạn, là mấy cái quán ăn á ở từ đây cho đến Florida luôn thì mình để ý là 8 giờ sáng, 9 giờ sáng họ không có mở như California đâu. Nó khác ở Cali cỡ 10 giờ hoặc trễ nhất là 11 giờ trưa các bạn họ mới mở. Yeah, cho nên hiện tại cũng có thể đói bụng rồi đó, nhưng mà ăn đồ hamburger hoài ngán các bạn. Nên kiếm đồ ăn Việt Nam, ở Arizona cũng có cái phở sắp chạy tới nhưng mà không biết có kịp hay không, tại vì họ mở trễ. Yeah. Thì ăn rồi quay review cho các bạn cho vui. Rồi sau đó là sẽ đóng vlog tập 1 ngày hôm nay, rồi sẽ quay cho các bạn coi là chiếc xe Model Y này nó sẽ đựng được những gì cho ba người cho chuyến đi này. Ok, rồi tiếp tục đồng hành với chúng tôi. Ok các bạn thấy cái này cũng quen thuộc rồi, những ai mà fan của phim Breaking Bad hay là Better Call Saul thì đây là New Mexico. Thì hiện tại tụi mình đã chạc xong chiếc xe rồi các bạn. Ở đây thì giá rẻ hơn chút là 37 cent 1%. Và mấy nãy mình không có quay là tại vì cố gắng chạy cho thật nhanh để tới El Paso của Texas để mới sạc xe. Đúng rồi, sạc xe một lần nữa rồi qua Van Horn thì chị Nguyên mướn khách sạn ở đó các bạn. Trời rất là đẹp ngày hôm nay, nhưng mà 98 độ F luôn các bạn đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng đến El Paso, Texas luôn. Trước khi đó thì quay cho các bạn coi. Thì một hồi tới El Paso, Nguyên sẽ đóng vlog tập 1. Trước khi đóng vlog đó thì các bạn ở cùng Nguyên, Nguyên sẽ quay hành lý để như thế nào trong xe, coi bao nhiêu cái cho các bạn ước lượng sau này các bạn đi khỏi phải lúng túng. Vậy thôi, hiện tại là đổi tài rồi, Nguyên lái từ 9 giờ tối hôm qua cho đến 1 giờ trưa hôm nay rồi. Giờ tới ba Nguyên lái phụ, mỏi cổ như là hơi buồn ngủ cho nên đổi tài. Yeah. Giờ là còn khoảng 1 tiếng 15 phút nữa là chúng ta sẽ đến Texas, biên giới của Texas với lại New Mexico các bạn. Hy vọng rằng khi nếu mà về ngược lại sẽ có một cái tập, nếu như nó không xa nha, Nguyên sẽ lên cái downtown của New Mexico, nơi mà họ đóng phim cái căn nhà của Mr. White là ông trong phim Breaking Bad nè. Những cái location mà nổi tiếng mà họ đóng phim đó các bạn, mà nó thành một cái nơi mà khách du lịch đến họ chụp hình đó. Hy vọng Nguyên có cơ hội đi được, Nguyên rất là muốn đi đến nơi đó tại vì Nguyên là một cái fan của phim đó. Yeah. Thì hy vọng đến được thì sẽ có một cái vlog đặc biệt review cái nơi đó cho các bạn coi luôn. Yeah. Nó sẽ là một cái tập riêng sau khi trở về Cali trên đường về lại. Thì thôi, rồi gặp lại các bạn tại El Paso, Texas, chỗ chạc xe một lần nữa, rồi Nguyên sẽ review chiếc xe này, chở bao nhiêu hành lý rồi đóng tập 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ok các bạn, thì hiện tại á, man sale quá. Hiện tại là gia đình Nguyên ở tạm ở đây, Holiday Inn Express rồi không? Nguyên mới ngủ được một giấc, Nguyên dậy Nguyên ăn nhẹ, rất là mệt luôn các bạn. Ngủ được 2-3 tiếng à, chập chờn. Xong cái nè, xe đậu đây, Nguyên đã hứa với các bạn trước khi đóng video mới nãy trên đường lái xe á. Thì hiện tại ở đây là Van Horn, Texas, mới vô Texas thôi các bạn. Thì bây giờ Nguyên sẽ... Bây giờ là hành lý đã đem lên trên rồi, cho nên không có review cho các bạn như thế nào. Thì chờ sáng mai tập 2 nha. Thì Nguyên sẽ cho các bạn coi tất cả mọi thứ nó sẽ để như thế nào. Thì so far nó để như vậy nè các bạn đó. Ok, bây giờ Nguyên đi sạc xe, rồi sau đó Nguyên lên giường Nguyên ngủ một giấc. Trong khi chờ ngủ thì Nguyên sẽ edit tập 1, Nguyên up lên luôn cho các bạn coi. Đó, thì bây giờ cả gia đình sẽ dừng chân ngay tại đây, Van Horn, Texas. Rồi ngày mai sẽ chạy thẳng một đường tới Miami luôn. Có lẽ là lái xe một ngày tiếp tục nữa cho nên phải đi ngủ rồi các bạn ơi. Thì hiện tại là Nguyên đã lái xe xuyên suốt luôn các bạn, là từ... Thôi lên xe nói chuyện đi ha. Mới cũng vậy, mặt mày bơ phờ chứ các bạn, nhưng mà cũng đã tắm được, rửa được đảo quá rồi.
Thì á các bạn, thì bây giờ là Nguyên sẽ đi ghé qua bển á, sẽ sạc xe một lần nữa để cho full xe luôn. Rồi thì cuối video, cuối vlog hành trình này Nguyên sẽ báo cho các bạn biết tổng thiệt hại bao nhiêu tiền sạc xe cho chuyến đi này, để các bạn biết có đáng hay là không. Nguyên chơi luôn, Nguyên thích đi road trip mà, chơi chơi cho vui. Thì quay cho các bạn coi. Rồi thì cái cuộc hành trình mới nãy các bạn, là Nguyên lái từ ở nhà, nhà chị Nguyên, gặp nhau ở nhà chị Nguyên là từ 9 giờ tối hôm qua. Thì hiện tại là 11 giờ đêm rồi. Mới nãy tới đây dừng chân ở Van Horn, Texas đó là cỡ khoảng 5-6 giờ chiều. Thì ba Nguyên, khúc cuối Nguyên chịu hết nổi, khúc cuối Nguyên cái cổ Nguyên á, từ Nguyên cái lái vậy nè, thì cái cổ Nguyên nó mỏi, nó chịu hết nổi các bạn, giống như là nó không còn hoạt động được nữa, kiểu như là chỉ muốn nằm thôi. Rồi cái mắt muốn sụp rồi, thế là Nguyên qua đây Nguyên nằm, Nguyên ngủ được hai chạm sạc. Tại vì mỗi chạm sạc là cỡ khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, như 1 tiếng rưỡi hơn. Rồi một chạm kia là cũng 1 tiếng rưỡi luôn. Còn những cái chạm kia thì nó hơi xa, thì 2 tiếng, vòng vòng cỡ khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng. Thì chắc có lẽ ba Nguyên lái cho Nguyên được khoảng 3 tiếng, 4 tiếng. Đó. Bà ba Nguyên không có rành lái road trip nhiều, nhưng mà lái rất là an toàn, rất là hay. Cho nên cũng may có ba Nguyên khúc cuối đỡ đạn giùm. Thì tới nơi đó thì coi như là hai cha con, ba Nguyên lái 4 tiếng, Nguyên lái cỡ khoảng 10 mấy tiếng. Tức là đậu lại chỗ sạc là cỡ khoảng 25-30 phút là vệ sinh cá nhân, rồi rửa mặt, rửa tay, rồi kiếm cà phê uống thôi các bạn, chứ không có ngủ được. Các bạn biết mà, nắng thì nó ập vô, máy lạnh thì phà cũng đâu có đủ đâu, nó không có thoải mái để cho mình ngủ. Nhắm mắt có buổi sáng các bạn mà chưa có mặt trời lên á, thì Nguyên nhắm, đeo mắt kính đen, thì Nguyên nhắm mắt được một chút, nhắm mắt được một chút xíu thôi. Còn lại á, là Nguyên cái cuộc hành trình á, là Nguyên đi ra, Nguyên đi vệ sinh nè, rửa mặt cho tỉnh táo, rồi kiếm cà phê uống, rồi Nguyên vận động tay chân như là khởi động trước khi mình vô đá banh hay là tập gym các bạn, để cho máu lưu thông. Tại vì mình ngồi cả 2 tiếng mỗi lần như đó, sạc cũng cả chục lần thì rất là lâu, cho nên nha. Thì bây giờ là cái plan, cái ý định là bây giờ Nguyên sạc xe xong Nguyên lên ngủ, ngày mai bắt đầu trả phòng lúc sớm, sáng sớm hoặc là trưa, hy vọng muốn thức sớm. Rồi sau đó là lên đường đi thẳng đến Miami luôn. Nếu mà ngày mai mà đi tới chiều tối á, mà cảm thấy mệt rồi giống như hôm nay các bạn, thì phải mướn một cái khách sạn hoặc Airbnb gần, chắc là tới lúc đó là có thể là tới Florida đó, nhưng mà không chắc là có tới Miami được hay không. Tại Miami nó sâu ở bên dưới Florida các bạn, cho nên nếu mà tới được Florida mà cảm thấy rất là mệt rồi thì sẽ mướn một cái phòng qua đêm một lần nữa. Dạ, yeah. Thì các bạn, hy vọng các bạn thích cái vlog này. Cái vlog này giống như là bình dân rồi, có sao chơi vậy các bạn, không có giống như người ta chuẩn bị đầy đủ hết. Thì có sao Nguyên quay vậy thôi, rất là bình dân, rất là gần gũi. Hy vọng các bạn thích và cho mình một cái đăng ký kênh. Vậy thôi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và like nha. Rồi kỳ sau Nguyên sẽ kiếm những chỗ đẹp đi khám phá tiếp tục nữa. Ok, rồi bây giờ Nguyên sẽ đi lên ngủ, sạc xe xong ngủ. Gặp lại các bạn vào tập 2. Nhớ coi tập 2 nha. Nhớ coi tập 2, có tập 3, tập 4, tập 5, tập 6 nữa.